tư vấn viên đỉnh nhất của Mi Nhon xuất hiện rồi đây. Chị ơi, chị nhỏ chị xinh lắm. Chứ mà chị thật cũng đang đấy. Lúc đầu á nó chỉ hơi tức thôi nhưng mà về sau không nên gì luôn đấy. Em vào mấy bữa rồi? Em đang ngày thứ 5 rồi. 2 ngày nữa là mỗi rồi. Đúng rồi, nhưng mà em làm nhiều. Em còn là đục cầm, em còn nâng căng da này, xong em còn cả căng mắt các thứ nữa. Thế nên là nó sưng nhiều như thế. Còn nếu mà làm một cái như vậy thì cũng không đến nỗi như em đâu. Nhìn con thằng nó nhìn khác lắm ấy. Khác lắm. Em còn trước giống không mà chị Như em to kiểu ấy. Nhưng mà bây giờ là chị Như nhìn xinh như thế này mà. Chính vì em nhìn chị Như xinh bây giờ em làm theo đấy. Nó xinh hoài đúng không? Xinh lắm là khuôn mặt chị Như là kiểu khuôn mặt của Mao đấy. Ôi hề luôn mà. Tôi mắc cỡ quá tôi nghĩ ra quá. Xinh quá kìa. Mặt xinh vãi.